À, lấy cỏ bò. Lấy cái gì đây em? Cỏ bò. Nước không này, anh cho chai nước này. Pepsi anh ấy. Mệt không? Không. À thế à. Lấy được nhiều chưa? Chưa. À, cố gắng nhá. Đây là cũng là khu vực biên giới. Mọi người làm nhà thì cũng đã làm xây được đàng hoàng hết rồi. Chỗ này thì mọi người đa số là trồng cây ngô để làm lương thực chính. Dạo này mùa mưa nên là nước cũng khá nhiều. Nếu mà mùa khô thì nước sẽ rất là ít. Đây có các em nhỏ đi đang đi cùng các bà đi lấy ngô. Chào bà nhá. Hảo đê đê. Đây cả một chai nữa đây. Lì chi lì à? Lì ô. Mà mua hả? Mua phải nên mà. Bây giờ im gì lò chê này. Gì lò chê lò? Chê chê. Mua xíu giả tí lò. Mua xả thôi mà. Mua. Anh Trang các bà vừa đi lấy ngô về. Con được có 2 tháng rưỡi à? Ủa, con trai hay con gái đấy em? Con trai hay con gái? Con trai à? Con mà sang đứng kia đi, sang kia cho đỡ nắng. Hả? Sang kia cho đỡ nắng. Đi. Đi cẩn thận nhá. Em nhà bên Lùng Chư 1-2 phải không? Thế cái này là tí có người về chở à? Tí có người về chở đi về phải không? Mệt quá. Thu ngô à? Đây có em bé đi cùng mẹ đi làm. Anh hiểu, thương quá. Lì chi lì à? Lì chi lì à? Hả? Mệt không? Có mệt không? Đấy, anh thì cõng em, mẹ thì đi làm, mẹ thì đi thu cây ngô về làm củi. Chắc con em nóng rồi lắm á, em nóng lắm rồi á. Hôm nay trời cũng khá là nắng. Đấy, nhưng mà hai anh em vẫn đi theo mẹ làm việc vì ở nhà không có ai trông con. Chồng thì đi làm thuê rồi. Đây đang mùa thu hoạch. Đây có mấy em nhỏ thì giữa trời nắng nóng vẫn cõng nhau đi này.
Ê trời ơi, giờ đi đi này không nắng à? Hả? À. Được, đi sau nhé. Đường này khá khó đi mọi người ạ. Còn là con đường mòn. Đúng ra là đường để dân đi bộ thôi. Chỗ này thì ngô gần như là chưa được chưa nên thu hoạch. Phía bên kia thì dân đã bắt đầu thu hoạch rồi. Chỗ này thì còn thấy ngô rất là non. Đường này đi một bên là vực sâu, một bên là cái đường này đi thì một bên vực rất là sâu mọi người ạ, cũng rất là dốc nữa. Con này, con đường đất này chắc mùa mưa đi rất là khó. Ngày nếu vào mùa mưa chắc là rất là trơn. Bên kia là có xóm gì nhỉ? Xóm tên là gì nhỉ? Nè. Ừ. Không biết xó nó luôn. Không biết tên à? Tên Kim Mông luôn. Tiếng Mông là cái gì? Hát xí, nhưng mà hát xí cái gì? Hát xí à? Ừ. Nhưng mà cái xe thì là cái gì? Có gì? Cái này chắc trời mưa là không đi được ấy nhỉ, cái đường này. Không đi được. Quá là dốc. Đi được một đoạn. Cái diện kia là cái đường đi Mèo Vạc. Sông Nho Quế dưới này, ở cái bến thuyền ngay đây nhỉ. Hay đồng hành cùng với mình là vẫn có anh Trinh ở trong cái xóm này đi cùng mình vì mình cũng không biết đường. Anh đang đi trước dẫn đường. Vẫn biết đường đi đây. Ngô đây chưa nên thu hoạch đâu nhỉ? Ngô đây chưa nên thu hoạch đâu nhỉ? Đấy à, đây có nước này. Có nguồn nước. À. Bây giờ đi về nhà, nhưng mà chắc đây không phải đường đi vào nhà đâu chứ. Hai anh Trinh. À. Có một đường bên kia, nhưng mà đường này gần hơn đúng không? Ồ, đi thu ngô ở đây lên về đến xóm là cũng xa đấy chứ. Đi cái đường này mà chở ngô thì hơi khó đi đấy. À, đây vẫn có cái đường đi bộ. Xung quanh toàn núi đá này, rất là dốc mọi người ạ. Phía bên kia là cái
hẻm vực. Đang chui trong bánh ngô này. Nhà đâu còn chưa thấy. Có đi nhầm đường. À, gừng à. Ừ. Trong này đúng không? Hả? Nhà trong này. À bên này. Chỉ núi với đồi, cây ngô. Ngô này là cũng nên thu hoạch hết rồi đấy. Già hết rồi. Đến gần cái xóm kia rồi. Xóm kia là bên kia sông nhỉ. Mình bên này sông. Trời. Bên kia vách núi rất là cao. À đây. Có ngôi nhà đây này. Đấy có ấy ở nhà mà, đây này. Ông kia ở nhà mà. Có ngôi nhà ở rất là xa. Bên kia là cái hẻm vực tu sản. Phía bên này họ bảo có khỉ nhưng mà mình đi suốt chưa thấy con khỉ nào. Núi này có khỉ. Dân ở đây thì vẫn hay bẫy được. Khi xuống ăn ngô thì dân vẫn bẫy được. À. Đây vẫn có dê này. Nuôi dê này. Ôi dê rất nhiều. Một đàn dê. À, chó này. Trông chó nhá. Ai chả nuôi được nhiều dê đây. À có cả ruộng này. Chào anh. Cái này là ao phải không? Ao nước nuôi cá. Tiết kiệm cho. À, tiết kiệm để xuống ruộng. Ồ, cái này có ruộng mà nhỉ? Mấy thửa đây? 1, 2, 3, 4, 5. 5 thửa bé bé. 5 thửa bé bé. Tắt cái làm. Ừ, nước này mát đấy nhỉ? Cái này là làm cái tích nước nhỉ, tích nước để bên kia là không, ôi bên cạnh cái dốc quá nhỉ. Đây ruộng rất tốt này. Ruộng rất tốt mọi người. À, đây có chăn được cả bò. À, trông chó cho chú tí nhá. Này, cho ít kẹo. Ê, chó cắn nhá. Hả? Mua cần tớ nữa không? Hả?
Không biết nói chứ. Hôm nay tới kinh à. Ở đây vẫn có ruộng này anh chị. Tí đây. Ôi, nhiều đấy. Chỗ này là đủ ăn đấy nhỉ. Xem bên này cái nào. Có cả cây ấy này. Có cả cây ổi. Có cái cây ruộng nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái này làm là cũng đào khá nhiều đấy chứ. Đào làm ruộng khá nhiều đấy. Thửa bé bé như này. Anh bảo cái này được mỗi thửa được một bao. Hơn chứ nhỉ? Một bao gì? Bao thóc ấy. Gạo ấy. Thóc ấy. Cái này. Cái thửa này này, cái thửa bé bé này này. Chưa. Hả? Không được một bao. Không được á? Tốt này chắc là được ấy chứ. Cái này ra. Được không? Được đấy, tốt mà. Đây cái nhà trình tường. Cái này chắc ở đây lâu rồi nhà anh Trinh nhỉ? Anh ở đây lâu rồi. Mấy năm à? Đây có nuôi ong mật này. Có cả rơm. Con đường hơi bé. Đi hơi khó. Hơi tối nhỉ? Đây hơi tối. Hôm nào lấy cái tấm sáng này mà lắp vào anh ạ. Đây là hai vợ chồng anh khác ở à? Bảo ạ. Hai vợ chồng rồi đấy. Nè tè nè sa da nhô ni lo ít tù. Ít tù ra. Ít tù ra. Nhân đi hàn tàu sung nha luôn. Nhân đi hàn tàu sung nha. Tàu pep lo sung. Pep lo sung. Đốt lửa lên mới nhìn thấy đấy, không không nhìn thấy gì luôn. Có cả ruộng. Có nuôi dê và bò. Đây ông này thì ra ở riêng đây một mình thôi. Vào trong nhà thì rất là tối nên là mình chỉ quay được phía bên ngoài cho mọi người xem. Đây là cái nhà trình tường. Ây da. Khỏi quá. Chú đi về nhá. Ở nhà nhá. Con bò rất to. Không ông nào biết nói tiếng Kinh à? Hả? Sắp đi học chưa? Sắp mù cằn tơi chưa? Hả? Thôi chú đi về nhá. Mấy nữa đi học nhá. Đi về đi anh ơi. Bốn con dê. Bên kia lại bắt đầu mưa xuống rồi. Có khi là anh em lại chạy mưa rồi. Về anh Trinh ơi, chạy mưa đi. Nhà tối quá không nhìn thấy gì. Giữ con chó. Trời đang sắp mưa. Bắt đầu mưa xuống rồi nên là anh em mình phải đi về thôi. Đây là cái nhà bé bé. Có cây cối các đủ hết. Cây này mình tự trồng ấy nhỉ? Cây này tự trồng hết đấy nhỉ? Tre này này. Tre chắc người nhà đây tự trồng ấy nhỉ? Đây này. Này trồng được rất nhiều ngô. Đi, lên đường.
Vẫn trồng được ngô đấy nhỉ. Thế này vòng vòng qua bên trên nhé. Cái chú đấy chê đất bàn nhiều lắm á. Chở ngô đấy về là cũng mệt đấy. Xe vào đấy được không? Xe máy vào được không? Một ngôi nhà bé bé ở nơi rất là dốc, khuất sau những cái lùm cây do sắp mưa rồi nè. Anh em phải đi về này. Đang bắt đầu chạy mưa rồi các bạn. Mưa đang đến rất gần rồi. Ra đến đoạn ngoài này thì mình thấy bên kia vẫn còn nắng, nhưng mà bên này thì mưa đã đuổi gần đến nơi rồi. Anh em mình đang vừa đi qua, chạy qua con đường này để đi về. Sẽ còn đi khoảng mấy cây nữa mới ra đến cái xóm ngoài kia. Do đường khó đi nên là mình không thể cầm máy quay được. Mình phải tiếp tục đi tiếp. Ra đến đây là mưa to rồi mọi người ạ. Mưa to ấy. Đang bắt đầu vào trú mưa ở cái một cái quán nhỏ nhỏ ở trong xóm. Quán của em Lử. Quán của em Lử. Quần áo này mang đi chợ bán được nhiều không? Lử. Cho vợ đi bán à? Nó mua nhiều thì có người nhiều. Cho vợ đi bán à? Chợ có thấy vợ đi bán hàng đâu? Anh để anh bán ở nhà anh có gì ấy. Đây là mẹ đúng không? Mẹ của em chứ đúng không? Ở đây vẫn có mạng à? Kia vẫn có mạng à?